Hôm nay dậy sớm để thành công anh em ạ. Này kiếm được gạo rồi. Nãy bị anh Trung bẻ răng đấy anh, bẻ răng chủ hồ đấy à? Anh em mau mau tới đây nha, cá hồ này đang ăn mạnh đấy. Thôi lấy răng chủ hồ tiếp đi. Rồi anh lấy của em nhưng anh cũng đi nộp cho hồ khác à. Tổng cộng hôm nay được 1.550.000 ha. Dạ. Rồi trừ hết tất cả đi ha. Dạ, dạ. Rồi rồi. Đây mới có một suất câu đấy ạ. Suất câu 5 tiếng ạ. Ok. Dạ, rồi cảm ơn em nhé. Dạ. Hôm nay tôi được 1.550.000 thì tôi gửi lại 5 xị cho anh chủ hồ. Dạ. Nhưng anh chủ hồ có một cái ý tưởng là như nào anh nhỉ? Dạ. Em sẽ lấy 500 này chia 5 cục xôi 5 con cá đầu tiên lên hợp đấy. Lên đầu tiên cho anh em câu từ giờ đến chiều. Ok. Rất là tuyệt vời. Dạ. Rồi, chào anh nhá. Sau khi mình câu được mấy cá ở đây thì mình chia sẻ cách câu của mình ngày hôm nay. Ở đây mình có 2 ký bắp. Mình sẽ vào 10ml nước vàng. Ở đây không có bán ốc nên là mình phải lấy bắp và cám xả để mình xả. Ốc trong miền Nam này mắc tiền lắm, không có mà bán anh em ạ. Ở đây thì mình có 1 ký cám xả. Mình vào khoảng 5-60 giọt nước vàng nhé. Hồ này có cả cá mới, cá cũ. Nên là mình sẽ câu vừa bắp, vừa cám xả và đan. Rồi, bây giờ mình sắp con đèo lên. Mình bỏ nước vàng ở đây để cho cá nó cuốn ổ lâu hơn và nó vào nhanh ổ hơn nhé. Ok. Và hôm nay mình có sử dụng thêm đan nữa nhé. Hôm nay mình sử dụng cây cần gai Hunting Mark Hùng Bá Thiên Hạ 7m2. Hồ Hải Long Vương quy định đánh 23m thì hôm nay mình đánh cần 7m2, trục 11. Hôm nay mình áp dụng câu cần đài đánh rơi đánh lửng luôn. Trên mình đan, dưới mình đánh bắp nhé. Rồi, hôm nay là chăm chỉ, luyện tập. Này là đánh 7m2, vụt cho nó đỡ tốn sức anh em ạ. Mày chạy hả con? Chạy hả con? Con đầu tiên nhá. Đây là thằng cháu của tôi, mới năn nỉ nó đem cần trả tôi để đi test. Trời ơi. Ê, rồi ok. Sao bò cần xịn sướng không? Quá đã. Mày tính lấy cái cần này của chú mình. Thằng ác thật luôn. Con này mới về xong á, anh vừa thấy nó thở xong xuống cái đan liền trời. Vụt đi em, vụt cho nó thoải mái. Gọn nữa, mẹ. Ôi, gọn thứ hai. Mày hả, gọn thứ hai nha anh em. Vậy chết với bà. Chết với ông mày. Tuyệt vời. Mày hả? Con thứ ba. Con thứ ba nhá. Con thứ ba. Này tôi dậy sớm mà thành công rồi. Này ông Cảnh, lấy cần của tôi. Vẫn là caramel bất tử. Hôm nay tính cho caramel ở nhà rồi. Caramel rồi đi. Ê, ơi. Tuyệt vời. Mày hả, con thứ tư. Mày có con thứ tư. Mày hả? Hôm nay mình đã có mặt tại hồ câu cá Hải Long Vương. Hồ này hồ chuyên săn hàng nha. Hồ cá cha thì ở phía sau lưng mình. Cứ cầm đấy, ok.
Ơi giời ơi, hiểu không? Hôm nay mình vào đây lúc 6 giờ, mình xả mồi chắc cũng khoảng 6 rưỡi 7 giờ bắt đầu mình câu. Bây giờ là mấy giờ này? 8 giờ. 4 chú. Tuyệt vời. Nay tôi dậy sớm được thành công anh em ạ, không có thành công nhân nữa đâu. Úi giời, tính phóng nhà em. Anh em lưu ý, mọi trang mang tên Trung Nghĩa Phát Sinh bán hàng đều là đồ giả. Trung chỉ xỉ cho tiệm đồ câu, không bán lẻ, không tặng, không dùng thử, không miễn phí ship. Mày á, con thứ năm. Mày á, con thứ năm. Con thứ năm. Đây. Ôi trời ơi. Quá phê anh em ơi. Con thứ năm nha. Đẹp khỏe. Chạy như điên luôn. Từ nay tôi sẽ thay đổi câu thần chú. Bây giờ là chăm chỉ, luyện tập có cá. Không như trước kia nam mô nó cá nó hết ăn rồi, hết thiên rồi. Con thứ sáu. Con thứ sáu. Phạt caramel nha, con này bất tử nha. Chạy đẹp ơi. Này tôi tính bí mật tôi trốn đi cầu caramel phát hiện. Mà đi, không đi là chắc không có video cho anh em xem đâu. Đấy, vào đây. Căng dây con ơi. Tí nữa thì toang luôn cái vật. Tí nữa thì toang cá chứ. Mày hả? Mày hả? Báo cá anh em nhá. Tập luyện, tập luyện. Báo cá. Con thứ bảy nha anh em. Anh em thấy không? Bên bờ bên đó cá thở rất là nhiều luôn. Nhưng mà trên có dây điện. Úi giời, nguy hiểm lắm. Né bảo. Khuyến cáo với anh em nha. Mình đi câu á thì giải trí cảm giác. Nhưng mà thấy mà trên thấy dây điện kiểu kia đừng có ham nha. Ham dễ bị điện giật rồi. Khổ cả đời đấy anh em ạ. Đấy. Con thứ bảy. Ok. Ok. Hôm nay tôi tính cho caramel móm quay. Ngừa nhà mà không ngừa được anh em ạ. Thế lại phải đi quay. Anh em cổ vũ cho caramel nào. Đó vậy. Chăm chỉ. Rõ quá, trừ hao không được. Ôi trời ơi. Chăm chỉ. Chăm chỉ, chăm chỉ. Con thứ 8. Thật chú này được ạ. À? Mày trả cho chú nha mày. Lần sau không được bùa cái đó nha mày. Người tôi thấy không? Căng dây, căng dây.
vô. Mày á, mày á, quý chạy hả? Caramel là tan, dụ dỗ anh em đi về không à? Tưởng hết cá đi về hả? Dám đâu còn nha, con thứ 9 nha. Mày hả? Đây. Lúc nào phải dựng cái cần, nếu mà nó cương quá đi tiến 2-3 bước nha. Ok, con thứ 9. Này thật là phê pha. Phê tệ luôn. Hôm nay báo cá cả sáng nha, 9 em. Quá đã. Thôi cái cần này sát cá hợp với chú thì trả lại chú đi. Không có cho mày nữa đâu. Thôi cái cần của con mà. Cái này hợp với chú mà. Thôi thế con về con mét gì Út cây cần này mất tiền nhá.